Vâng, tôi cũng nói chuyện một chút thì ở bất cứ quốc gia nào ấy, kể cả ở Việt Nam, Đài Loan hay tất Mỹ hay là Hàn Quốc hay tất cả các nước phát triển ấy, thì đều có những người ăn xin rất là khổ, và không biết là họ khổ thật hay khổ đùa. Nhưng mà bản thân tôi nhìn thấy thì tôi cảm thấy cũng khá là thương. Thực sự là như vậy. Thế nên là hôm nay thì tôi cũng móc hết số tiền xu mình có đấy, để mà cho ông đấy. Mình nhìn thấy như vậy mình cũng khá là thương. Quả như thế rồi. Sao ra kìa vậy? Rất là khổ luôn. Tại vì là người Đài Loan đâu khác hoàn toàn với những người bình thường. Họ thực sự như nào đó thì họ mới cho thôi. Thế là người ăn xin ở đây cũng rất khó. Ở một số các quốc gia khác ấy, thì ăn xin chỉ cần xin. Người vô gia cư ấy thì chỉ cần xin tiền là được. Nhưng mà ở nước đất nước này đấy, với cái quan niệm cũng như là tôi không biết nó gọi là sự ích kỷ hoặc là gì đó hay không thì tôi không biết. Nhưng mà từ lẽ giờ tôi cũng canh, tôi mãi không thấy một ai cho tiền luôn. Và có những lúc mà tôi gặp những người mà cũng ăn xin này, nhưng mà người ta cũng nghĩ là quỳ dưới trời mưa luôn, nhưng mà không có ai trong này, mặc dù là rất là nhiều người đi qua. Thế nên là người Đài Loan thực sự là bản thân tôi không biết như nào, nhưng mà thấy là đứng 5 đến 10 phút ấy, tôi đợi tôi xem có ai vứt tiền cho không. Khi tôi vứt tiền vào ấy thì nhìn thấy là chỉ có 1-2 khoai thôi. Đấy. Thế là bản thân tôi là vậy. Thì đó là tôi đi thì đó có tiền là tôi hay cho. Đấy. Cảm giác như là bản thân mình cho đi được cái gì đó, mình giúp cho người ta một được cái gì đó ấy. Nó sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều. Và nhiều lúc tôi cũng nghĩ một điều là liệu bản thân mình sau có như vậy không. Thế nên là phải lúc nào phải cố gắng phấn đấu mà làm việc mà dành dụm. Đấy, không ăn chơi, không chơi bời, không khéo. Sau một thời gian sau mà bản thân mình cũng như vậy thì sẽ rất là khổ. Đây, các bạn có thể thấy một đoạn đường rất đông, ở đây rất đông người. Đây rất nhiều các tòa nhà cao tầng. Bản thân tôi cho tiền họ như vậy không có nghĩa là không phải là tôi là cái người mà thế loại thế kia, hay là có máy quay tôi mới cho hay thế loại thế kia. Nhưng mà bản thân mình có một chút đây thì mình cứ cho đi một cái gì đó thì nó sẽ cảm giác dễ hơn rất là nhiều. Thì thực sự là tôi cũng như tôi làm cái video này về làm dệt hoặc là về chia sẻ cuộc sống ấy ở bên đây ấy, cho những người mà chưa sang bên này lao động, để cho họ biết rằng là cuộc sống bên này nó như thế nào. Đấy, để sang đây nó đỡ bỡ ngỡ, để có thể là thích nghi được tốt hơn. Chứ tôi không phải là cái gì đó mà trong suy nghĩ của các bạn, nhưng tôi không hình dung được ra. Nhưng mà kiểu gì cũng sẽ có những người suy nghĩ tiêu cực. Tại vì là nhiều lúc là tôi cũng lên YouTube tôi xem một số video của một số người ấy, thì họ như vậy thì tôi cũng có một cái điều nghĩ gì đó thì thôi, nói chung là tôi không diễn tả được. Thế nên là thôi. Thì các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách đó chính là ấn like và subscribe. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.